Chào con Pin nha. Pin chào các bạn đi con. Nay con đi đâu hả? Nay mình chạy xe đâu vậy? Đi mua kem hả? Pin đi chạy xe đi mua kem nha các bạn. Ôi trời nắng mà Pin chạy xe đi mua kem. Ông khổ 2 phút rồi. Đây,
bây giờ bạn Bin với bạn Kiệt mua đồ xong rồi về về nha. Giờ bạn Bin chạy xe đưa anh Kiệt đi học nha. Lên xe. Nắng quá hả? Trời ơi, xe để ngoài nắng. Nóng quá. Để vô mát cho bạn Bin leo lên coi. Rồi, về Bin ơi. Xe chạy không nổi luôn hả? Đây, đang Bin đưa anh Kiệt đi học nha. Cái kem sô-cô-la này ở trong cái giữa nó có sữa nữa nha. Ngon lắm.
video này là hết rồi.